Chào bạn Phan Thu Hương. Với câu hỏi của bạn, bạn vừa có nói với tôi rằng là thứ nhất là năm nay bạn 43 tuổi, bạn đã ung thư buồng trứng trái, đã phẫu thuật vào tháng 1 năm 2024. Thì không biết của bạn là phẫu thuật bảo tồn hay phẫu thuật công phá u tối đa giảm tổng thể khối u. Thế là cái thứ nhất, cái thứ nên là nếu thường là cái phẫu thuật nó sẽ liên quan với cả các cái yếu tố tiên lượng sau đấy và những cái bước tiếp theo để chúng tôi có thể tư vấn kỹ hơn cho bạn. Sau khi phẫu thuật xong, bạn cũng đã được hóa chất 6 đợt và ra viện tháng 7 năm 2024, tức là bạn cũng mới ra viện thôi. Và chẩn đoán bệnh của bạn là ung thư buồng trứng FIGO 1C, tức là như vậy là mới bị một bên và có các cái tế bào ở trong dịch ổ bụng có dương tính, thì đấy người ta đánh giá là 1C. Với cái thể này thì bạn có hai cái, nhưng lúc cái câu hỏi đầu tiên tôi cũng đã trả lời thì với ung thư buồng trứng, tiên lượng của một bệnh ung thư buồng trứng thì phụ thuộc vào thứ nhất là giai đoạn bệnh, thì giai đoạn của bạn là giai đoạn 1C, là giai đoạn sớm, cũng là mừng cho bạn. Cái thứ hai nữa là thể giải phẫu bệnh, thì thể giải phẫu bệnh của bạn ở đây là thể cát sinh nhung thanh dục độ cao, thì cũng đây cũng không phải là một cái thể, đây cũng không phải là một cái thể tiên lượng nó quá tốt. Thế và cái thứ ba nữa là bệnh có bao nhiêu, bạn có bảo với tôi rằng là tỷ lệ tái phát là bao nhiêu, thì theo nghiên cứu số liệu thống kê cũng tùy từ nghiên cứu, nhưng đa số các cái con số thống kê sau 5 năm tỷ lệ tái phát của giai đoạn 1C thì tiên lượng nó cũng khá là tốt, thường trung bình là bệnh nhân khoảng sau 5 năm bệnh nhân vẫn sống, vẫn tốt, không bệnh là khoảng 83,4%. Thế và bạn có nên sử dụng liệu pháp nội tiết bổ sung hay không? Thì đấy, chính vì tôi không có cái phẫu thuật của bạn, bạn không nói rõ với tôi rằng là bạn phẫu thuật bảo tồn hay là phẫu thuật cắt hết tối đa. Nếu mà bạn phẫu thuật bảo tồn thì bạn vẫn còn một bên buồng trứng, thì như vậy cái nội tiết của bạn chắc cũng không vấn đề gì. Còn nếu như bạn phẫu thuật cắt hết toàn bộ tử cung và buồng trứng và dùng nội tiết thay thế, thì nội tiết bổ sung thì theo tôi thì vừa gần đây nhất là ASCO, là cái hiệp hội của ung thư về liên quan ở tại Mỹ năm 2024, thì người ta cũng đã nhắc lại một lần nữa, tổng hợp lại tất cả các cái nghiên cứu về trong điều trị với nội tiết của bệnh nhân ung thư buồng trứng, thì nếu ta dùng estrogen thì tăng cái tỷ lệ tái phát của ung thư, tăng cái tỷ lệ của ung thư buồng trứng hơn, và dùng một số các cái biện pháp hormone thay thế khác như là cái loại phối hợp giữa estrogen progesterone thì nó sẽ cái tính chất nó sẽ khác nhau. Thế nên là ở đây là tôi muốn là nếu có thể thì bạn sẽ cho chúng tôi các cái thông số kỹ thuật cụ thể với bệnh của bạn thì chúng tôi sẽ tư vấn được kỹ hơn. Thế ngoài ra có nên khám, có dấu hiệu bất thường gì thì đi khám định kỳ, thì bạn mới ra viện tháng 7 năm 2024, thì tôi khuyên bạn là trong 2 năm đầu tiên mới ra viện thì bạn nên định kỳ 3 tháng khám lại một lần ở tại bệnh viện ca, thì chúng tôi sẽ có những cái sàng lọc rất là kỹ cho bạn. Cái thứ ba nữa là bạn có muốn hỏi là vậy con gái tôi cần lưu ý gì, thì cũng giống như là vừa rồi bác sĩ Kiên cũng vừa nói qua một số các cái gen và một số các cái hội chứng liên quan đến trong ung thư buồng trứng, thì với những cái trường hợp như con của bạn thì mình sẽ phải lưu tâm hơn, thường xuyên để ý hơn về bệnh trong ung thư buồng trứng, và trong đấy nó cả ung thư vú hoặc là đại trực tràng nữa. Xin cảm ơn bạn. Bác sĩ Kiên có chia sẻ thêm gì về điều trị nội tiết bổ sung không ạ? Vâng, thưa bạn Hương, thì trong câu phần trả lời của tiến sĩ Hà thì cũng cung cấp rất là đầy đủ thông tin cho bạn rồi. Tôi cũng chỉ có một số ý kiến nhỏ thôi. Thứ nhất là với cái giai đoạn 1C của bạn thì đối với là cái giai đoạn cũng khá là sớm. Với ung thư buồng trứng mà ung thư biểu mô mà giai đoạn 1 phát hiện thì chúng tôi thấy tỷ lệ bệnh nhân phát hiện giai đoạn sớm thì cũng rất là không phải là cao. Và bạn cũng đã tuân thủ đúng cái liệu trình điều trị, bạn đã được phẫu thuật ban đầu. Cứ coi như đó là một cái phẫu thuật triệt căn đối với ung thư buồng trứng đi, và sau đó thì cũng đã được tuân thủ các cái lộ trình điều trị như là điều trị hóa trị bổ trợ. Thì ngoài ra thì hiện tại thì có một số cái phương án điều trị bổ trợ nữa, ví dụ như người ta dùng các cái thuốc kháng sinh mạch, hoặc người ta có thể dùng các cái thuốc mà thuốc tác nhân sinh học khác để có thể kéo dài cái khoảng thời gian không tái phát ra. Tuy nhiên thì trong đây, trong dữ liệu bạn đưa cho chúng tôi thì chúng tôi cũng chưa hiểu là bạn liệu có điều trị thêm cái liệu trình gì không, nhưng tự chung lại đây là một cái giai đoạn sớm và cái tỷ lệ tái phát thì bạn chỉ có khoảng tầm gần hơn 17% cái nguy cơ là tái phát trong vòng 5 năm thôi. Cái việc điều trị tiếp theo của bạn sẽ là khám định kỳ và theo dõi mỗi 2 hoặc 3 tháng, hoặc là khi có triệu chứng bất thường tại các cơ sở chuyên khoa ung thư có đầy đủ kinh nghiệm để có thể phát hiện và đánh giá cho bạn một cách hoàn chỉnh và đầy đủ. Vâng, xin hết ạ.